liên quan đến luật tư pháp người chưa thành niên. Một trong những nội dung cũng được các đại biểu Quốc hội quan tâm là quy định liên quan đến các biện pháp xử lý chuyển hướng người chưa thành niên phạm tội. Dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên quy định 12 biện pháp xử lý chuyển hướng như khiển trách, xin lỗi bị hại, thực hiện công việc phục vụ cộng đồng, cấm tiếp xúc với người có nguy cơ dẫn đến phạm tội mới. Nhiều ý kiến đồng tình với quy định này, song cũng còn băn khoăn tính khả thi. Những biện pháp này nghe thì rất hợp lý, nhưng thực tế để đi vào thực hiện hiệu quả thì lại vô cùng khó khăn. Để những biện pháp này có tính khả thi và hiệu quả, theo tôi phải quy định rất rõ, đặc biệt là việc chuẩn bị nguồn nhân lực và những trang thiết bị để phục vụ nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các biện pháp xử lý chuyển hướng của người chưa thành niên phạm tội. Tôi xin lấy ví dụ, vào năm 2015, khi Quốc hội thông qua Bộ Luật Hình sự, với sự ra đời của 3 biện pháp, bao gồm là khiển trách, hòa giải và giáo dục tại cộng đồng, để nhằm xử lý chuyển hướng và sớm kết thúc quá trình truy cứu hình sự. Tuy nhiên, báo cáo với Quốc hội, cho đến thời điểm hiện nay, qua 6 năm thi hành Bộ Luật Hình sự, tổng kết thì cho thấy là trên phạm vi cả nước chỉ có 35 cháu được áp dụng, và trung bình là mỗi một năm chỉ có khoảng 6 cháu áp dụng trên cả nước. Có ý kiến đề nghị việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng cần căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của người chưa thành niên. Đề nghị tiếp tục rà soát, tham khảo thêm kinh nghiệm quốc tế để bổ sung thêm các biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên nhằm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng người chưa thành niên, phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của từng người chưa thành niên. Trên cơ sở đó, các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều sự cân nhắc, lựa chọn khi xem xét, áp dụng. Theo Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, mục tiêu của xử lý chuyển hướng là trên tinh thần tự nguyện, các đối tượng phải nhận thức được thiếu sót để từ đó sửa chữa, chuộc lỗi lầm. Nếu như các cháu có hai sự lựa chọn, đứng trước hai sự lựa chọn, đã tình nghi phạm tội rồi, đang bị buộc tội, hoặc là đồng ý xử lý chuyển hướng, hoặc là đồng ý xét xử, điều tra truy tố xét xử thông thường và ra tòa. Trong hai trường hợp như vậy thì luật cho các cháu lựa chọn. Thì tôi tin là cả phụ huynh, cả các cháu đều lựa chọn cái phương án xử lý chuyển hướng. Về thẩm quyền, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao cho rằng việc xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng nên giao cho cả ba cơ quan, ở cả ba giai đoạn, điều tra, truy tố, xét xử đều có thẩm quyền này.